ba kỳ thủ là Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Thái Ninh và Nguyễn Văn An là đều có 1 điểm hết. Và đây là cái vòng đấu mang tính quyết định đây. Như vậy là một kỳ thủ nữa đến từ đất Thái Nguyên. Tuy nhiên là anh Thái thì tuy là đến từ đất Thái Nguyên nhưng À, lại là đầu thi quân đấu cho cho Hoài đội Đức. Hoài Đức. À. À. À, Lại Việt Trường chưa thi đấu bạn ạ. À, bạn có những nhiều bạn quan tâm đến quốc tế đại sư Lại Việt Trường thì xin thông báo là anh Trường là chưa thi đấu, anh Trường thi đấu ở bảng C. Bảng C là ngày mai nhé các bạn nhé. Đấy, ngày mai các bạn sẽ được theo dõi quốc tế đại sư Lại Việt Trường này cùng với các kỳ thủ Phùng Đoài Thao, Nguyễn Tùng Lâm và Khổng Minh Chiến ở bảng C. Bảng D gồm có Phùng Quang Điệp, Nguyễn Thanh Long, Vũ Tuấn Chiến và Bùi Xuân Hiệp. Bảng D là rất căng đấy. Dạ. Và nhìn vào 4 cái tên này của bảng D là cực kỳ căng đấy. Như vậy là hai bên đã quyết định đổi quân xe. Và kỳ thủ nào sẽ giành chiến thắng ở ván đấu này thì sẽ giành quyền đi tiếp đây. À, tuy nhiên vẫn còn một cái khả năng nữa là nếu có một kỳ thủ thắng mà Phí Mạnh Cường thua thì sẽ có 3 kỳ thủ có 2 điểm. À. À, phó giáo sư ạ. Như vậy Vâng. là tình vẫn có rất là nhiều tình huống phức tạp đấy nhá. Bảng này Vâng. cũng chưa ngã ngũ các bạn. Ngày mai vẫn đấu như hôm nay các bạn, bắt đầu từ 8 giờ nhá. Từ 8 giờ sáng và chắc chắn là ngày mai thì hy vọng là sẽ không bị sự cố gì liên quan đến kỹ thuật để chúng ta vào đúng giờ. À, các bạn cứ chờ đợi là 8 giờ sáng mai và 1 giờ chiều và sẽ thi đấu các trận đấu. Vâng, rất có thể đỏ đến đây sẽ xe bình 6 để phát triển xe ra lộ 6. Đỏ đã chọn phương án đẩy tốt trước khi xuất xe. Các bạn đang theo dõi thì hãy ủng hộ cho chúng tôi bằng một nút like và chia sẻ để chương trình được lan tỏa đến đông đảo người yêu cờ. Rất cảm ơn các bạn. Như vậy là bên đỏ đi tiên đã sử dụng thế trận tiến tốt 7 hay còn gọi là binh cục. Và để đối lại thì bên đen đã lại vào trung pháo. Như vậy là pháo đầu đối công với bình phong mã ngược anh Bình ạ. Vâng. À, như vậy là pháo đầu lại là bên đi hậu mà bình phong mã lại là bên đi tiên. Như vậy là mời đấu tốt 7. À, xin chào bạn Phước Lê. Xét về hình cờ hiện tại thì có thể nói rằng là hai bên vẫn rất là cân bằng này. Nguyễn Mạnh Hải là một kỳ thủ đã chơi rất hay tại vòng đấu loại. Như vậy là đến đây thì bên đỏ lại chọn lộ 8 chứ không chọn lộ 6.
Bởi vì quân xe của đối phương đã bình sang lộ 7. Rồi chọn lộ 8 có lẽ là vừa nếu tấn công thì sẽ nhắm vào tượng ở cánh phải. Còn nếu phòng ngự thì cũng rất thuận tiện. Việc đi sang lộ 8 là cũng để sau này nhường cho con mã có thể phát triển vào lộ 6. Chúng ta hãy chú ý một nước đi vừa xuất hiện của bên đen, đó là tượng 7 tiến 9. Chúng ta hãy để ý xem nước này với mục đích gì. Nguyễn Thái Ninh vẫn đang đi rất là chắc chắn và chuyển vào chuyển pháo vào gọng sĩ để quân mã nhảy ra biên. Đây cũng là một nước đi mà cũng có thể hiểu được là trong trường hợp mà mã muốn tiến lên để bắt tốt đầu. Dạ. Mà xe tiến lên rằng thì mã vẫn có thể ăn được tốt đầu. Dạ. Vì có tượng để làm căn. Đúng rồi. Ý đồ này xuất hiện ngay lúc mà tượng lên tiến 9 là chúng ta có thể hiểu được là xanh đang muốn mã 7 tiến 6. Tăng cường quân để bắt tốt đầu. Thực ra thì bên đỏ thì có lẽ là cũng đang chờ đợi đấy. Nếu mã 7 tiến 6 có thể người ta sẽ vật tốt biên. Phó dựa và tốt biên để hăm bắt tốt đầu. Và bên đen là chưa vội lên mã mà mời đổi tốt để con xe hoàn toàn thông thoáng kiểm soát cái khu vực cửa Hà. Cũng đồng thời là tạo điều kiện để cho con mã 1 có thể tiến 3 khi cần thiết để tham gia tăng cường vào chiến đấu. Tấn xe giữ thì sao? Hai kỳ thủ đang chơi rất thận trọng các bạn. Không ai vội vàng đưa ra một quyết định nào đó có thể ảnh hưởng tới cả cục diện. Đây là một ván đấu mang tính quyết định đối với tất cả các kỳ thủ. Đấy, cho nên là họ đều rất là thận trọng. Thực ra thì cái phần tính toán này là có trọng tài. Thế nhưng mà anh Khoa thì anh ấy có bận chút việc, thành ra là không có mặt ở ngay cái khu vực phòng thi đấu cái lúc này. Chúng tôi mới làm thay cái việc của lúc anh Khoa chưa có mặt thôi. Như vậy là bên đen đã phát triển là mã 8 rồi. Vẫn nhường lại cái phần ăn tốt cho bên đỏ. Bây giờ có thể ăn tốt sang xong rồi giật pháo về không? Phó giáo sư Lưu Đức Hải. Ăn tốt sang. Tốt 7 tiến 1. Ăn xe sang thì thoái pháo. Pháo 9 thoái 2. Chuẩn bị kích xe và kích bắt tượng. Kích xe bắt tượng. Chúng ta hãy cùng chờ xem là anh Thái Ninh sẽ ra đòn như nào nhé. Đây là nước tiếp theo là thuộc về bên đỏ. Vâng, như vậy là ăn tốt sang sông rồi. Nếu thoái pháo thì xanh sẽ lại có nước là mã tiến lên. Mã 1. Mã 1 tiến 3. Bởi vì tốt đã đẩy lên rồi. Mã 1 tiến 3 người ta tiến xe xuống đáy. Vâng, tiến xe xuống phải đáy. Phải nhảy mã tiếp thì người ta kích xe rồi người ta chém vỡ tượng. Đấy, chúng ta cùng chờ xem là hai bên đã qua lại như thế nào đây.
Chúng ta để ý bây giờ nếu mã 1 tiến 3 thì xe 8 tiến 5. Mã 3 tiến 5 thì móc pháo bắt xe và sau đó là vật pháo xuống tượng để dọa. Vật qua vật lại các bạn. Tình thế là khá là hấp dẫn đấy. À, cờ cân bằng thế nhưng mà bắt đầu bên đỏ đang ý đồ là tấn công vào tượng đấy. Đấy là ý đồ mà khá rõ rồi. Bây giờ có thể có nước là pháo tiến 4. Và nếu kích xe thì bình pháo bình vào. Pháo đó, vâng. Đấy cũng là một giải pháp. Tiền pháo hậu xe. Giải pháp này thường được áp dụng khi mà bị pháo lấy mã làm ngòi để tấn công. Dạ. À, tôi chỉ sợ là bên lúc đấy bên đỏ lại mã 7 tiến 9 rồi mã 9 tiến 7. À, lúc đấy lại mắc con pháo ở trong đấy cũng khó xử. À vâng, như vậy là khá bất ngờ phải không các bạn? Vâng, phương án khác này, phương án khác này. Phá luôn thế pháo giữ mã. Đổi quân luôn. Và như vậy là làm suy yếu tốt đầu. À, lại phải lên mã để bảo vệ tốt đầu thôi. Bây giờ có thể bay mã lên được rồi. Bây giờ có thể bay mã lên được rồi. À, anh Hải anh đã quyết định rất chính xác đấy. Theo tôi là chính xác cho nó không vừa rồi là cũng khó xử đấy nhá. À. Có nguy cơ bị vỡ tượng mà. Vâng, vừa rồi là một nước đi mà theo chúng tôi là anh Nguyễn Mạnh Hải anh đã xử lý khá là chuẩn xác. Phá ngay cái thế có thể bị kích xe bắt tượng. À, có lẽ vị trí của tượng thì vẫn là vị trí mà bên đỏ vẫn muốn khai thác. Bởi vì bên đen là đã phát triển một tượng ra biên. Vị trí hai con tượng này bị xa nhau các bạn. Hai con tượng này là thế trận hơi bị lỏng lẻo. À. Khả năng là xuất hiện hai điểm yếu để bị tấn công. Đúng rồi. À. Như vậy trong phòng tuyến bên xanh là có hai điểm yếu, hai con tượng sẽ bị tấn công vào trong giai đoạn chung cuộc và giàn cuộc. Nhiệm vụ của bên đỏ là phải khai thác cái sự lệch lạc trong phòng tuyến của bên xanh. Tuy nhiên Nguyễn Thái Ninh có làm được điều này hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Vâng, như vậy đã có thông tin kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm giành chiến thắng ở trong ván cờ chớp sinh tử. À, xin chúc mừng quốc tế đại sư Nguyễn Phi Liêm. À, cuối cùng là đã vượt qua được thử thách và tiến vào vòng 1/8. Rất là hay. Rất nhiều người, ban nãy tôi có đọc rất nhiều comment cho rằng là chị Liêm là sẽ bất lợi. Khi mà đánh cờ chớp sinh tử là nữ có thể sẽ bất lợi hơn nam. Thế nhưng mà cuối cùng là chị Liêm lại là người giành chiến thắng. Rất là tin rất là thú vị. À, lịch phát sóng trên truyền hình. À, các bạn lưu ý là thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. À, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 thì sẽ phát sóng trên VTC2. À, lịch phát sóng là vào 15 giờ chiều. À, các bạn cùng chú ý nhé. À, kênh VTC2 bắt đầu là sẽ khai thác tài nguyên từ trạng cờ đất Việt. Và đây sẽ là một kênh sóng chủ lực để chúng ta có các chương trình cờ trong thời gian tới. À, cuối cùng thì bên đen đã quyết định dùng xe để bảo vệ hàng tốt rồi. Nhường lại quyền tấn công cho bên đỏ đây. Bây giờ có thể bình xe đuổi mã.
thì lại chạy mã về à? C8 bình 2. Tôi sẽ là nước C8 bình 2. Nước thứ nhất là C8 bình 2 và nước tiếp theo sẽ là C2 bình 7. Vâng, tranh tiên. Bởi vì nếu đổi được con xe này thì con tốt biên sẽ bị yếu. Vâng. Và chuyển sang cờ tàng. Giờ cứ đuổi con mã về đi đã. Trước hết là đuổi con mã để thắng một tiên nữa. Con mã phải thoái về, còn nếu xe dâng lên thì sẽ mất tốt biên. Như vậy là một nước đi ngoài với dự tính của chúng tôi. Đó là lại thoái sĩ về. Thoái sĩ để che ở cánh, vừa che ở cánh trái mà vừa chuyển con pháo được sang cánh phải. Chuyển cánh. Lật cánh đánh đầu đấy. Như vậy nước này chuẩn bị cho hai đòn, một là xe bình 2, nếu mã thoái về thì lại pháo bình 7. Đúng rồi, pháo bình 3. Tấn công tiếp. Như vậy là vừa chuyển cánh như là thắng 2 tem liền, thắng 2 nước đi liền, liên tiếp. Qua việc đuổi bắt con mã. Về binh chủng thì cả hai bên đều bằng nhau tràn trận các bạn. Chỉ một có một cái khác biệt là một bên là đôi pháo và một bên là đôi mã đó. Trong bối cảnh này thì binh chủng hai bên vẫn bằng nhau. Và chúng ta biết rồi, sức công phá của quân pháo nó tốt hơn quân mã. Bởi vì nó tấn công từ rất xa. Còn quân mã phải đi cứ tiến nhanh nhất là hai hàng một, anh Bình ạ. Còn pháo là có thể tấn công vào các cái điểm yếu, đó là quân tốt biên. Và bây giờ có thêm là xuất hiện các quân tượng yếu. Mã thì nó có một cái lợi thế là nó có thể đi chéo và nó luôn khả năng nó luôn lách ấy. Đấy là đấy là đến giai đoạn độc lập tác chiến được. Giai đoạn còn pháo và pháo thì phải có ngòi. Đấy. Đấy, cho nên là thực ra nếu đánh giá về thực lực của pháo mã thì nói chung là cũng xem nhau thôi. Pháo có thể nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên cũng có nhiều tình huống là mã lại hay hơn pháo. Đấy. Nhưng mà đang ở giai đoạn này thì nó đang tấn công rất mạnh bằng còn hai con pháo anh Bình ạ. Chúng ta cùng chờ xem liệu hướng phát triển sắp tới của ván cờ là sẽ đi về đâu nhé. Anh Phan Quốc Bảo bảo thì cờ này phải ăn mòn mỏi từng tí một, đúng không? Phải mài cờ ra ấy. Các kỳ thủ mà, các kỳ thủ mà đánh độ chơi nhiều ấy thì là họ cái khả năng mà chịu đựng rồi họ suy nghĩ rồi họ mài cờ kinh khủng lắm. Đấy, còn nếu mà chơi kiểu vui vui ấy nhiều thì cái sự kiên nhẫn là sẽ ít hơn. Như vậy là pháo chuyển sang rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình vòng chung kết trạng cờ đất Việt khu vực miền Bắc, giải đấu do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức và được tài trợ bởi Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty cổ phần cờ Việt Nam, hãng hàng không Japan Airlines, Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Hiện nay là chúng tôi là đang ngồi ở phòng trường quay của Next Media. Chúng ta nhắc đến Next Media là nhắc đến rất nhiều bản quyền của các cái giải đấu bóng đá quốc tế. Và bây giờ thì Next Media cũng hợp tác với cả cờ tướng nữa và mong muốn là có thể giúp lan tỏa môn cờ tướng đến với nhiều người yêu cờ cả nước hơn. Nước đi này sẽ làm thế cờ bên xanh bị yếu, bởi vì xe sẽ bình sang bắt mã và sau đó bay mã lên bắt xe. Như vậy là tổn thất một nước đi, xe vào ngũ là bị mất một nước đi. Anh thấy không? Vâng. Bây giờ là con mã nó đã thể tiến lên được rồi.
Sau một nước đuổi trung gian mã thoái về thì mã 3 tiến 4 và xe buộc phải chạy ra. Cảm giác bây giờ điểm yếu của bên đen lại chuyển sang cánh trái rồi. À, lúc đấy là cánh phải và bây giờ thì bên đỏ dường như đang muốn tập kích vào cánh trái đấy. Cái việc mà để vách tượng ra biên này là hai con tượng ở xa nhau thì cũng có thể là một cái điểm điều bất lợi. À, bây giờ có thể bị khâu không? Khâu xe mã này. À, khâu xe mã là xe phải bình ra chân mã. Xe bình ra chân mã, người ta chơi xe 2 bình 3 khó đi quá. À, chỗ này là tương đối bất lợi cho Nguyễn Mạnh Hải đây. À, chúng ta thấy cái sau cái nước khâu xe mã này sẽ là nước xe 2 bình 3 để phục chọc pháo xuống đáy. Và nếu như mà ngăn được cái nước chọc pháo xuống đáy thì người ta đã chơi ngay pháo 2 tiến 6, tiến 5 rồi. Tiến 5. À, khống chế cái hàng này là rất khó để mà đi rồi. Tiến 5 là bắt chết mã luôn đấy. Vâng vâng. Nước, à, cái nước xe bình 3 là hai đòn đấy. Cái nước về mã này dường như là hơi đáng ngờ phải không các bạn? Nguy hiểm. À, bị giằng quân. Bây giờ xe sẽ phải bình 3. Bình 3, người ta chơi xe 2 bình 3 khó đi quá. À, cái nước này đúng là đáng ngờ thật đấy. Mà tôi cũng chưa dám nói là nước yếu hay không yếu, nhưng mà bây giờ đang thế bị giằng quân và người ta lợi tiên bằng cái nước xe 2 bình 3 dọa chọc pháo đáy và dọa bắt mã. À đúng rồi, nơi nãy đen bỏ pháo đầu ra xong rồi lên tượng giữa để cho đôi tượng nó gần nhau ấy. Tức là thay vì là cứ giữ mãi nước pháo đầu thì có thể là dần dần điều chỉnh lại trận hình. Chứ bây giờ cái hình cờ này là cờ đen bị méo. Cho nên là cái sự méo này bắt đầu từ cái ý tưởng là muốn có một cái căn để giữ quân xe ở trên hà. Và đấy chính là cái bài học mà chúng ta sẽ rút ra từ ván cờ này. Trước khi các bạn quyết định đi tượng lên biên để sau này đến đối phương sẽ khai thác vào giai đoạn chung cuộc. À, mỗi một cái nước đi sĩ hay đi tượng, các kiện tướng người ta đều phân tích rất kỹ và lúc nào người ta cần đi. Chứ không phải là muốn đi là đi đâu. Đấy, xe sang để có căn, tuy nhiên là các bạn có nước yếu của quân tượng bị khai thác. Đây là diễn biến mà chúng tôi đã dự đoán rồi, nhìn thấy cái tình thế này là rất khó khăn cho bên đen đấy. Muốn đỡ được qua chỗ này là không đơn giản đâu nhá. Điểm yếu rất rõ ở cánh trái. Đấy, và lúc nãy tôi vừa mới nói là đã nhìn thấy điểm yếu ở cánh trái rồi. Và lập tức là thay vì tấn công bên phải bên đen là bên đỏ đã chuyển sang tấn công bên trái ngay. Rất khó khăn cho bên đen đây. Muốn tháo gỡ được cái chỗ này ra là khó đây. Sẽ phải thí tượng. À, người ta chọc chiếu. Đen chấp nhận thí tượng để sau đó bình xe sang đuổi theo sang pháo. Căn theo pháo. Căn theo pháo. Nhưng mà vỡ tượng này cũng nguy hiểm. Vỡ tượng này rất khó. À, bắt đầu là bên ăn tượng, bên ăn tốt đầu. À, người ta chạy cứ chạy pháo ra biên một nước đã phải không các bạn? À. Giờ chắc là cứ chạy pháo ra biên một nước. Đấy, nó thực sự là việc có xe pháo như thế này, cứ dập dình như thế này là một cái nỗi nhức nhối đây. Rất khó xử. À, nếu sau này mà đi một nước nào đó mà người ta có thể đổi quân, ấy, người ta sẽ phá vỡ được cả sĩ. Khi xe mà giật về bắt pháo, ấy, là người ta sẽ vừa đổi quân ngang bằng và sẽ phá vỡ sĩ. Vừa ăn lại quân mà vừa ăn được sĩ, mà thậm chí bây giờ giả sử nước mã 1 tiến 3 đi, sẽ bị xe 3 thoái 3. Giật xe về bắt pháo thì người ta sẽ bổ sĩ trước, rồi người ta ăn mã bắt cả tượng. Là lúc đấy hệ thống phòng ngự coi chừng là vỡ luôn. Nước đi tốt nhất bây giờ có thể sẽ lại là phải bình pháo ra ngoài nếu như không muốn đánh vào tốt đầu. Vâng. Thì sẽ pháo bình 3, sau đó dương tượng lên đuổi xe. Vâng. Thì sẽ bình ổn là trở lại. Đấy, bây giờ phải cố để mà điều chỉnh lại trận hình chứ không là khó khăn đấy. Định đi mã đâu, à, ăn tốt đầu chấp nhận là bên ăn hơn tượng, bên ăn hơn tốt đầu.
Đây là một nước mong đợi đối phương đổi rồi sẽ vật pháo lên chiếu và sau đó lên tượng bắt xe. Và như vậy là sẽ là phương án đổi quân ăn hơn tối đầu. Đổi quân. Và sau nước này thì bên đen bị xe lại trả về gara. À, xe chìm. À. Như vậy lại chậm hơn mấy tiên. Đấy, bây giờ nếu nổ mã, xe ăn vào, ăn vào pháo thì ăn tốt đầu. Xe pháo đánh xe mã. Nhưng mà xe pháo là ở vị trí rất tích cực. Xe mã thì một xe đang ở trong góc. Sau đó sẽ chết nốt con tượng xanh, bởi vì sau đó xe sẽ bình sang bắt tượng, nếu dương tượng lên. Cả cái hàng tốt của bên đen là khó đi. Bây giờ nếu không ăn mã nhảy lên. Bây giờ định tốt 5 tiến 1 đây, tốt 5 tiến 1. Ở nhảy mã lên thì đá tốt ra chiếu. Đá tốt ra chiếu. À. Và ăn quân mã trước. Vâng, thế là... thế là sẽ bị kém quân. À, tốt đầu sang được, bảo vệ được. À, ăn mã vẫn đe dọa đuổi pháo. Một nước đi rất là chuẩn. À, nước xử lý vừa rồi có vẻ là chưa được chính xác của Nguyễn Thái Ninh. À, bây giờ lợi thế của Nguyễn Thái Ninh thì chỉ là hơn một tượng thôi. Và vị cờ thì con xe của bên đen thì vẫn đang phải canh chừng con pháo ở bên... cánh phải của bên đỏ, tức là cánh trái của bên đen. Bây giờ sẽ phải lắc tốt đầu vào. À, cho tôi nhảy mã lên thôi, đấy. Nhảy mã lên. À, đi tốt 7 bình 6 đi. 7 bình 6 người ta bắt mã. Bắt mã, bắt tượng. À, ra có khi phải nhảy mã sang luôn. Giờ mã 3 tiến 4. Nếu ăn tượng lên thì mã 4 tiến 2. À, đen nên đi mã 3 tiến 4 các bạn. Nhưng mà như thế thì mất tốt. Không, mất tốt thì có thể tiếp tục mã 4 tiến 2 là thế công rất mạnh ấy. Không, nhưng mà con tốt này rất quý giá anh. Không, bây giờ nếu như giữ tốt thì người ta chơi xe 5 bình 7 thì khó đi. Dễ vỡ tượng. Đấy, bây giờ là sợ vỡ tượng. Có ăn tốt hay không? Chấp nhận bỏ tốt. À, có thể nói là những diễn biến mà rất là thú vị. À, Thái Ninh hiện nay đang hơn rất nhiều về mặt thời gian các bạn. À, nếu hình cờ này mà trong thời gian tới mà đôi bên vẫn đang ngang ngang nhau thì cái lợi thế về thời gian 8 phút 17 giây và 2 phút 36 giây là sẽ thể hiện rất rõ đây. À, bây giờ nếu vặn xe sang thì sẽ củng cố tượng thôi. À, đang dọa nhảy mã bắt xe nhé các bạn nhé. Vứt vào pháo đầu rồi. À, nhảy mã thì chạy xe ra là xong. Đổi luôn pháo. Hơn rất nhiều thời gian. À, anh Bảo là cờ thua dụng kim tức anh ấy kìa. À, đây là cuộc chơi mà anh Bảo. Nếu không muốn tức anh ấy thì tốt nhất là đừng có tham gia. Còn nếu đã tham gia thì phải chấp nhận tức anh ách. À, như vậy là Nguyễn Thái Ninh bây giờ mà nhảy mã lên à. Bây giờ mà nhảy mã lên người ta đâm pháo chiếu trước thì sao? Ôi rồi còn được pháo chọc pháo một chiếu nhỉ.
Có nước chọc pháo chiếu trước, phó giáo sư Lưu Đức Hải. À. Chọc pháo chiếu trước là khó xử lý đấy nhá. Chọc pháo chiếu, giật nếu xe giật về. Xe về người ta chém luôn mã là thua đấy, còn có khi thua luôn. Lên sĩ thì bật pháo chiếu luôn. Vừa rồi cả hai đều đi khá vội và hình như theo tôi là bên đỏ vừa bỏ lỡ một cơ hội, vừa chọc pháo chiếu phải lên lên tướng. Phải thượng tướng thì người ta rẽ xe ra, người ta lại lại, lại uy hiếp lằng nhằng, rất lằng nhằng. Hơi tiếc. Anh Ninh anh có nhiều thời gian mà anh đi hơi vội. Hai kỳ thủ chắc là đồng ý hòa. Như vậy là bắt tay hòa rồi. Không biết là kết quả của ván còn lại như nào. Ấy vừa rồi là một cái cơ hội đấy, chúng rất tiếc cho anh Ninh là cơ hội đến như thế mà không thời gian còn rất là nhiều. Còn rất nhiều. Chỗ đấy cứ chậm lại một chút, tính thêm một chút thì là sẽ nhìn thấy thôi.